270 tập cần mát nè bạn. Hiện tại tập cần này đang trong chương trình bán hàng free sale nè các bạn. Hiện tại bán với giá là 0.037 UDT cho một tập cần, sẽ đi trên sàn 30k swap là 0.43 UDT cho một tập cần các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mình, các bạn mở tại Twitter các bạn ra các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào kênh Telegram group nè, tiếp tục con follow tại Twitter và retweet hashtag này các bạn. Rồi tiếp tục các bạn bấm vào một airdrop link nè. Sau khi các bạn mở app link ra thì app này nó sẽ kết thúc vào 14 ngày nữa các bạn. Thì dòng đầu tiên các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn nè các bạn. Tôi cần đang bán sale Nguyễn Nhân Quỳnh. Rồi tiếp tục các bạn bấm chat nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền lại username Telegram của tất cả các bạn đã join vào nhóm group mà cộng anh 1133. Những giá thế này khá là uy tín nha các bạn. Follow từ Twitter and retweet. Rồi tiếp tục thì bạn retweet, bạn gỡ lên một link retweet nha bạn. Thì bạn chờ mở tụi tôm nghe lại nè. Rồi nha bạn nhấp vào qua bên cục nè, bạn tụi tôm bị dưới game, rồi bạn bấm vào một hồ sơ nè. Rồi các bạn chia sẻ các bài viết này nha bạn. Rồi bạn sẽ chép liên kết nè. Rồi sau khi bạn sẽ chép liên kết xong thì bạn mới đắp lại cái link phong hồi nãy nha các bạn. Bạn nhắn vào đây nè. Phan các bạn chờ xíu để mình nhắn vào. Khá là đơn giản các bạn. Tiếp tục thì bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain trên dưới chocolate nè. Thì các bạn mở địa chỉ chocolate mình ra nè. Các bạn copy địa chỉ BNB Smart Chain mình nè. Rồi nha các bạn sao chép địa chỉ nè. Rồi các bạn bắt đắp lại cái link phong hồi nãy nha các bạn. Rồi các bạn nhắn vào đây nè. Sorry. Rồi Inti Phan để mình dịch cái này coi các bạn. Cái này thì nó hỏi các bạn chọn vào bất cứ cái nào cũng được cho bạn. Cái này hình thức các bạn được giới thiệu qua đâu thôi. Thì các bạn chọn vào tại Twitter, Facebook như được các bạn. Mình chọn tại Twitter đi. Rồi các bạn bấm Submit nha các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 270 token mát đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.